Chú chó 5 giờ sáng vô quán xin ăn, ai dè gặp phải bà chị yêu đời. Mới 5 giờ sáng, mở hàng ra chưa thấy vị khách nào, đã thấy bạn chó áo đen này tung tăng đi vào xin ăn. Nó đứng sát bên chị, định giơ tay lên cào, định bụng xin cái gì lót dạ buổi sáng. Thì ai mà có dè đâu, nay gặp bà chị chủ yêu đời quá. Thế là túm luôn hai cái tay lại cùng khiêu vũ, nhịp điệu tự do muốn nhảy sơ nhảy. Ê, từ từ bà ơi, tôi vô xin ăn chứ không có xin nhảy, sao tự nhiên nay yêu đời dữ vậy? Lùi lùi tiến tiến thế nào mà bạn boss cũng đi theo được đúng nhịp, kiểu này là trời sinh làm vũ công mà bố mẹ bắt đi làm boss. Nhảy có thể không đẹp nhưng được cái là độc lạ, nhìn kỹ thấy hai đứa đều đen thui, cũng quá hợp lý ấy chứ. Mà tôi nhảy xong rồi á bà già, giờ cho xin nhẹ cục xương ăn sáng được chưa? Chịu trả cá xê thì ngày mai mới qua nhảy tiếp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.